ngay góc Lý Thường Kiệt, Cách Mạng Tháng 8, hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc bạc phơ, chạy chiếc xe máy cũ, chở những bọc ni lông đầy sách đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây cũng như những người chạy xe qua lại. Đó chính là cô Hường, người phụ nữ bán sách nửa đêm được cộng đồng mạng quan tâm trong thời gian gần đây. Cô tên thật là Nguyễn Thị Minh Hường, năm nay đã 65 tuổi. Nhưng nếu không nói qua tuổi của mình, không ai có thể nghĩ rằng cô vẫn còn trẻ như vậy, vì mái tóc đã chuyển hẳn sang màu trắng ngà. Cô cặm cụi mưu sinh nơi góc đường Lý Thường Kiệt, Cách Mạng Tháng 8 hơn một năm qua. Tên là Hường, nhà mình ở ngay gần phường 12 đây. Năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Mình được 65 mà. Cô có thể cho con biết là cô có gia đình chưa ạ? Không có lập gia đình. Dạ, cô quê ở đâu cô? Gia đình mình thì quê ở ngoài Hà Nội á, nhưng mà mình sinh ở trong này cho nên là không có ra ngoài đó bây giờ hết. Có ba mẹ đi thôi chứ còn mình con cái ít ra đó, tại không có tiền á. Ví dụ như ban ngày á thì cô thường làm gì cô? Ngày thì ở nhà mình làm cơm nước này kia cho mấy người thân mình ăn, rồi sau đó mình đi làm thêm ở ngoài đôi chút nữa có khi để kiếm thêm cuộc sống á. Rồi từ hôm có cái này thì mình kiếm thêm nó nữa. Dạ. Chứ cái kia thì không có đủ sống. Nhưng mà mình cứ ráng với nó thôi. Bây giờ có thêm này nữa thì mình buôn bán mỗi đêm cũng kiếm được 50-60 á, thì cũng chi trừ được cái này cái khác. Dạ. Mỗi đêm cứ tới tầm 21 giờ, cô là chạy chiếc xe máy cũ, chất đống sách lên xe, chạy từ nhà ra địa điểm của mình, nặng nhọc khiêng từng bao sách đặt xuống đường. Cũng may có anh bán heo đất gần đó chạy sang phụ cô một tay cho đỡ mệt. Cô vốn bị bệnh tim nên làm việc gì được một xíu là phải ngừng lại nghỉ mệt. Đã vậy còn thêm các cơn đau bao tử và cơn đau lưng hành hạ. Nhưng cô mặc kệ, còn sức là còn làm. Nghe thông tin là cô bị bệnh thì con có thể chia sẻ một tí về bệnh tình của mình không cô? Bệnh của mình thì đầu tiên là mình thấp khớp. Cái thấp khớp nó lâu quá rồi, cái nó qua sang tim. Rồi nó về luôn cả luôn dạ dày nữa. Đó, rồi bây giờ thì nó lại luôn luôn nhiễm trùng đường ruột nữa. Đó. Ra nó gây mình cũng hơi khó chịu lắm mà phải ráng thôi. Vậy cô bị vậy chắc đi đứng cũng khó khăn cô ha. Thì đi đứng nó cũng hơi khó. Nhưng mà nhiều khi á hả, mình cố gắng mình làm những cái việc gì á, mình cảm thấy mình vui thì nó cũng như quên cái đau đi chút. Cô ở Sài Gòn từ bé, sống cùng với anh trai và hai người em. Người anh trai của cô bị tâm thần, người em trai và em gái công việc không ổn định, nên cô là lao động chính trong gia đình, tất bật, mệt mỏi, bệnh tật. Nhưng chưa một lần nào cô than vãn cho chính bản thân mình. Cô luôn cười thật tươi khi có ai đó tới hỏi cô về những quyển sách hay, về những câu chuyện thú vị. Mình chỉ bán đôi chút vậy đó, kiếm sống qua ngày, mình nghĩ vậy thôi. Thì cả nó lúc được lúc không. Thì ai bán hàng cũng đều vậy cả mà. Ra là thôi mình cũng cảm thấy cũng vui. Nhưng mà từ hôm các bạn giúp đỡ đến đông vậy mình cũng vui lắm. Dạ. Dạ xin mời ạ. Bệnh tật ập tới khiến cô không còn đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm xa. Thế là cô quyết định chọn người bán sách này. Một phần vì là duyên, một phần là vì gần nhà, cũng tiện chăm sóc các anh em của mình. Tại sao là bán sách mà không phải là làm mấy khác cơ? Cơ duyên là do đứa em trai mình á. Dạ. Cái đứa em trai mà nó hơi tình tình á. Dạ. Nó chạy xe ba gác, rồi nó giúp cho cái chú đó bị bệnh á. Không biết là nó làm sao mà nó giúp chú, rồi xong rồi nó trông nom cho chú, mà nó trông theo kiểu là trưa và chiều nó ghé thăm thôi. Thì người bệnh nó không có người thân nhiều mà có người đến thăm thì cũng thấy vui. Thì đâu chú nằm ở đó cũng được đâu 4-5 tháng á, mà lần nào nó đến nó cũng la làng hết. Nó nói là hôm nay xe nó hư rồi nên nó không đến sớm được, rồi hôm nay xe không chạy được, không có tiền nên không có dám vô hả. Cứ vậy hoài, cái tới ngày chú ra chú mới bảo từ hôm mày chăm giờ tao giúp mày một số tiền nhưng mà không đưa mày tiền, tại vì mày cũng biết tiêu tiền, tao sẽ cho mày sách tại vì thấy mày hay đọc sách á. Thế là nó ra nó bán sách. Nó bán thì có mấy cái bạn của nó với lại những người mà theo kiểu như mình không biết nói, nhưng mà chỉ biết là tối tối là đến đây nhậu nhẹt nè,
bán được có 100, 200 cũng mua đồ cho anh hết. Cái đó hồi nó thấy sách hết trơn rồi, tức là sách đưa chú đưa nhiều lắm mà bây giờ còn ít lắm. Nó mới lật đật mới kêu mình, nói là thôi chị ơi, chị ra bán hàng đi để mấy người đó không bắt em đi bao cho họ uống bia với lại nhậu nhẹt nữa. Đó, thế là mình mới phải ra mình bán. Và từ lúc mình bán thì sách nó cũng có tăng lên, do mà bao nhiêu tiền của mình mình có dành dụm á, mình bỏ hết vào mình thêm để cho cái nguồn sách nó được dồi dào hơn. Đó là cái duyên của mình để buôn bán. Có nhiều bạn thường xuyên ghé thăm cô, hôm thì gửi cô cái bánh, hôm thì chai nước, hôm thì phần cơm hoặc xôi. Đáp lại tấm lòng của các bạn, cô luôn gửi những quyển sách hay, nhưng chẳng bạn nào chịu nhận. Một phần vì thương cô, một phần biết hoàn cảnh của cô phải mưu sinh giữa đêm khuya để có tiền lo cho gia đình. Cô không chỉ bán sách rẻ cho mọi người, mà còn chia sẻ lại những phần ăn hoặc nước uống cho các cậu bé vô gia cư ở gần đó. Là con có đọc thông tin trên mạng á, là cô cũng hay ngồi đây với mấy em nhỏ, một coi, mấy nhỏ mấy cái số á. Thì khi mà cô nhường chỗ cho các em như vậy, hay là khi mà có những người gửi bánh cho cô mà cô lại đem san sẻ cho các em như vậy á, thì cái cảm nghĩ của cô như thế nào về chuyện đó ạ? Không, mình thì chỉ nghĩ là lúc bé đến á, bé cũng có kêu đói, nói là bà ơi con đói, bà có nước cho con uống. Thì mình cũng ở đấy đói, mình cũng uống nước. Thành ra là lúc mà mình chia sẻ nước uống nhau rồi, thì lúc nào có bạn nào mà chia sẻ đồ ăn á, thì mình thấy mình cũng đưa. Thế rồi bé ăn, mình ép ăn thẻ hết, không được ăn bỏ. Rồi xong rồi mấy bé xin mà mình nỡ nào, thôi kệ, cho bé ngồi cho thoải mái. Tuy rằng bị bệnh tim, nhưng dường như trái tim của cô luôn ấm áp, luôn đập rất mạnh, luôn tràn đầy tình thương dành cho mọi người. Dù là khách mua sách, người qua đường hay các em bé vô gia cư, cô vẫn sẽ san sẻ mọi thứ mà chẳng mưu cầu điều gì. Cô chỉ mong mình có đủ sức khỏe để có thể tiếp tục ngồi bán sách và vẫn còn đủ sức khỏe để đọc sách. Khi việc đứng lên ngồi xuống á, đứng lên ngồi xuống nhiều á, có ảnh hưởng đến cô nhiều lắm không? Thì nó nhức chân nhiều. Nhức chân thì nhiều lắm, nhưng mà mình phải ráng thôi. Cô đi bán vậy có những cái chuyện niềm vui buồn gì không cô? Vui chứ. Vui vì ở đây á, mình nói thật trước giờ mình ở trong nhà mình ít nói chuyện nhiều lắm. Nhưng khi từ khi ra đây bán á, mình được giao tiếp với các bạn trẻ. Có nhiều bạn có những câu hỏi và có những lời nói cũng rất là dễ thương. Cho nên là mình cũng thấy vui. Có nhiều bạn rất là vui lắm. Dạ. Cô có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn xem chương trình này hay không? Hay là những bạn đã từng đến mua sách, sắp đến mua sách? Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến ủng hộ giúp mình, cho mình có thêm một cuộc sống đỡ hơn nhiều lúc trước một tí. Và mình cũng cảm thấy vui là mình được các bạn đến cười nói, và mình thích nhìn những nụ cười của các bạn. Tâm hồn của cô cũng như cách cô truyền cảm hứng tới các bạn trẻ bằng sách báo đã khiến mọi người thêm yêu thương cô hơn. Có những vị khách dù chỉ vô tình đến mua sách một lần cũng đều ghé thăm thêm cô vài lần nữa, vì thích ngồi nghe cái cách mà cô tâm sự, cũng như thích ngồi cùng cô ngắm phố phường và đọc vài quyển sách. Dạ em hỏi một tí về anh biết về cô Hường không ạ? Dạ có. Cô Hường lúc ra đây thì cô Hường cũng luôn là người cuộc sống rất là khó khăn. Cô ra đây để có một ông anh bị bệnh tâm thần của bán sách để nuôi anh, và có một đứa em cũng bị tai nạn, cũng không được may mắn lắm. Dạ. Cổ hiện đang là bị bệnh tim và cổ cũng bị bao tử nữa. Cổ bán kia nhiều lúc cổ đứng lên ngồi xuống thấy cổ đau, cổ ôm khó chịu lên người. Và cổ rất hay từ thiện, cổ giúp nhiều người ở đây. Cổ rất nghèo nhưng cổ rất là hỗ trợ những người khó hơn cổ nữa. Cổ cứ đi ngang đây như ai cho quà cổ lại là cổ cho lại những người khác khó khăn hơn mình. Và con có ý niệm vui là ở đây là cô rất là giúp được nhiều người. Tai nạn ở đây thì cô hai đêm ở đây giúp cô giữ dòng xe, đồ vật cho người ta, rồi nhờ công an phường tới can thiệp để... Anh có muốn gửi gắm một cái điều gì đến cho cô Hường không ạ? Dạ, chúc cho cô có một cái sức khỏe tốt để nuôi được cuộc sống trụ cột gia đình của cô, vượt qua khó khăn này, trong mọi hoàn cảnh để cô vươn lên trong cuộc sống. Mình có thể hỏi là lý do vì sao Phượng biết đến cái hàng sách này? Mình có đọc bài chia sẻ ở trên Facebook, cho nên là mình đến để mình mua sách và ủng hộ
Không biết là cái cảm nhận đầu tiên của Phượng khi mà xem bài viết nhờ dẫn đến cái quyết định là bạn sẽ đến đây mua sách không ạ? Mình có xem những cái chia sẻ của những bạn comment ở trên đấy, mình biết được hoàn cảnh của cô, biết mình rất là thích đọc sách, cho nên là mình kết hợp luôn là mình vừa ủng hộ cô, mình cũng có thể mua được quyển sách mà mình tìm kiếm. Đêm đã dần khuya, dòng người bắt đầu thưa thớt, nhưng cô vẫn ngồi đó bên góc phố nhỏ dưới ánh đèn đường hiu hắt, dở quyển sách ra chăm chú đọc. Cô thích đọc sách cũng như thích truyền tới sự đam mê đọc sách cho những người xung quanh. Mong rằng cô sẽ luôn khỏe, luôn đủ sức, luôn tràn đầy sự tích cực để cùng truyền nguồn năng lượng tích cực đó cho tất cả mọi người.